Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin phép giới thiệu một sản phẩm, đó là kính áp tròng nhìn xuyên thấu bài được nhập khẩu từ Mỹ với công nghệ bóng đê vô cùng sắc nét. Khi đeo vào thì mình có thể nhìn xuyên bài của đối thủ. Và hiện tại bên em số lượng mặt hàng đang rất là nhiều, đang là chuyên cung cấp xỉ lẻ. Anh em nào ở gần thì có thể đến tận nơi để test hàng trực tiếp. Anh em nào ở xa thì có thể gửi về nhà. Anh em nào ở nước ngoài thì em có thể vận chuyển bằng đường hàng không, nên là các anh yên tâm về vấn đề đó. Và em xin giới thiệu cho sơ qua về các sản phẩm bên em. Các sản phẩm bên em bộ kính áp tròng này gồm hai con lens mát. Khi đeo vào thì đối thủ sẽ không bao giờ phát hiện. Bên em bao cho các anh luôn. Và với thiết kế là siêu mềm, siêu mỏng, nên là khi đeo vào ấy là không gây ảnh hưởng, không gây đỏ mắt hoặc là còm mắt. Và nó như con mắt bình thường luôn, không có một cái vấn đề gì cả. Và cái đây là cái hộp mini dành cho các anh em đi chơi xa. Khi đi chơi xa thì mình bỏ vào, mình đến cuộc chơi rất là bình thường luôn. Và đây là nước bảo quản. Và bên em thì có rất là nhiều mẫu bài. Đây là những mẫu bài biểu tượng cho bên em. Và nó không khác gì một bộ bài ngoài trời nha các anh. Và bộ bài này là ngoài trời bình thường thôi, nhưng mà đặc thù bên em là đã về phủ một lớp nano rồi. Nó đi kèm với bộ kính thì khi đeo kính vào thì mình có thể nhìn xuyên tháo bài, không hề ai phát hiện hết cả. Và nếu mà các anh ở địa phương á, hoặc là mấy anh ở nước ngoài mà khi mà mấy anh muốn chơi kiểu bài nào ấy thì cứ chụp hình xong gửi qua trực tiếp bên em sẽ gửi đúng mẫu về cho các anh, nên là mình mấy cái vấn đề đó mình không phải bận tâm. Và bây giờ em xin test thử cái bài với cái kính mắt tròng này cho các anh xem. Đây là bài bình thường thôi, nhưng mà đã phủ lớp nano lên rồi, thì giờ cho các anh xem bộ xét nét của nó. Hai này nha mọi người, đây là số 2. 7 đấy, mọi người có nhìn thấy rõ không? K đấy, rất là xét nét luôn. Bên em bông cho các Quy. Anh luôn. Quy 2 này nha mọi người. Ad. Đây, xì đây. Đấy, em đã test bài cho các anh, nên là các anh cứ tin tưởng vào đại lý của bên em. Đại lý của em rất là lớn. Và ngoài những mặt hàng này thì bên em còn cung cấp thêm những mặt hàng khác như là bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa. Thì những mặt hàng đó thì em đã để dưới cái phần link mô tả, thì các anh ấn vào coi để ủng hộ cho bên đại lý cho em, có bằng em với. Nên là bên em là có hai chi nhánh, là một là chi nhánh Sài Gòn, hai là chi nhánh ở Hà Nội. Nếu mà có anh em nào mà có thời gian hoặc là gần đó thì ví dụ như ở miền Bắc thì mình có thể đến bến xe Ba Đình Hà Nội để mình đến trực tiếp nhà mình test hàng luôn, nếu ok thì mình lấy. Còn mấy anh em ở miền Nam thì mình có thể đến bến xe miền Đông thì tới nhà em thì cứ test hàng thôi, nếu ok thì lấy, không vấn đề gì cả. Và đây là số lượng hàng rất là nhiều nên em bán với giá cỡ phải không để lấy thêm lực tương tác. Thì nếu mà anh em chơi được lần đầu tiên thì lần sau thì rất là đơn giản. Thì nếu mà các anh thấy kênh này hay thì hãy like và share ủng hộ cho kênh của đại lý chúng em với. Em xin chân thành cảm ơn các anh. Bye bye.